chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một chút về bệnh khô mắt. Đây là căn bệnh phổ biến nhất hiện nay nhưng mà không phải ai cũng biết đến. Trước đây thì khô mắt chỉ thường xuất hiện ở những người cao tuổi, những người có bệnh mãn tính về mắt như cận thị, loạn thị hay bệnh nhân đái tháo đường có biến chứng ở mắt. Nhưng sự bùng nổ của thời đại công nghệ số thì dẫn đến càng ngày càng có nhiều người trẻ phải đối diện với cả cái căn bệnh này do thường xuyên tiếp xúc với màn hình điện thoại, màn hình máy vi tính, TV hay khói bụi của môi trường. Đây là một căn bệnh theo mình là khá là nguy hiểm nhưng chỉ có 3% trong tổng số những cái người được hỏi biết là mình đang bị khô mắt. Nếu không được phát hiện hay điều trị kịp thời có thể dẫn đến các tình trạng như là sẹo giác mạc, nặng hơn là viêm kết mạc, viêm giác mạc, giảm thị lực hoặc mất thị lực vĩnh viễn. Thực ra thì cái dấu hiệu của bệnh khô mắt cũng rất dễ là nhận biết. Các bạn có thể cảm thấy nóng rát hay là nhức cái phần hốc mắt, cụm mắt như có cát bay vào, gỉ ghèn của mắt sẽ ra nhiều hơn bình thường, đau và đỏ mắt, mắt mờ tạm thời hoặc giảm thị lực, cảm thấy mí mắt lúc nào cũng nặng trĩu hay là giảm khả năng bài tiết nước mắt. Để điều trị được tình trạng khô mắt thì trước hết các bạn nên sử dụng các loại nước nhỏ mắt nhân tạo. Hôm nay thì mình xin phép giới thiệu đến các bạn sản phẩm nước mắt nhân tạo Novolan Ultra. Đây là sản phẩm hiệu quả giúp bạn chăm sóc sức khỏe đôi mắt của mình. Với sự kết hợp của hai thành phần là polyethylene glycol 400 và propylene glycol đều là những gel thơm nước có đặc tính làm tác độ nhầy và sự bám dính của dung dịch trên bề mặt nhãn cầu. Novolan Ultra giúp bôi trơn, duy trì độ ẩm hiệu quả trên bề mặt mắt và bảo vệ mắt không bị khô. Độ pH của Novolan Ultra thì được điều chỉnh theo độ pH tự nhiên của nước mắt, tối ưu hóa độ nhớt của dung dịch, vì vậy ít gây mờ hơn các sản phẩm khác. Sản phẩm Novolan Ultra thì được sản xuất bởi công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội ở trên dây chuyền BFF, đóng lọng kính vô khuẩn hiện đại nhất hiện nay. Ultra khác hoàn toàn so với các sản phẩm nhóm mắt truyền thống khác. Các sản phẩm nhóm mắt truyền thống thì thường được cấu tạo bởi 3 phần. 3 phần này không nối liền với nhau nên trong quá trình sản xuất cũng như là lưu thông hàng hóa thường phải sử dụng đến chất bảo quản. Novolan Ultra được sản xuất trên dây chuyền công nghệ BFF đóng lọ kín vô khuẩn, lọ được hàn kín từ trên xuống dưới, vì vậy đảm bảo vô trùng tuyệt đối và không có chứa chất bảo quản. Mỗi lọ Novolan Ultra được tích hợp một kim riêng vô cùng độc đáo. Thay vì vặn nắp ra như thông thường, ta chỉ cần vặn nắp chặt xuống, kim nhựa trên nắp sẽ được một lỗ phân liều trên thân ống, không cần dùng dao hay kéo để cắt. Sau khi đã đục được một lỗ ở trên thân ống thì chúng ta sẽ vặn ngược chiều ren để sử dụng.